đây là loài chim anh vũ đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt không phải là màu sắc mà thôi, nó đặc biệt được gọi là hiếm quý. Sư phụ check ở trên mạng và ta đã từng hỏi nhà pest control ở Florida University, hỏi coi có dòng loài cát này hay không, nhưng mà họ trả lời với sư phụ là chưa có. Nhưng không biết khắp mọi nơi trên thế giới có ai lai giống không, nhưng mà họ chưa thấy người nào lai giống và cho đem báo cho họ biết để cho họ đặt cái tên của khoa học. Cho nên sư phụ có hứa cho họ là người ta sẽ chụp, sư phụ sẽ lấy cái lông non của nó dính chút máu để cho họ thí nghiệm. Đây là một loài vẹt gọi là vô cùng hiếm quý, mình gọi là một loài chim anh vũ lai chứ không phải là thuần chủng. Nó là vậy, nó lai giữa xanh cornyon và golden cornyon. Nó là vậy, cũng là cornyon, nhưng mà sư phụ cũng ta lục hết ở trên mạng, lục khắp ở trên mạng thì cũng không thấy ai up trên mạng là dòng loài dòng cát này. Dòng cát này là dòng cát vô cùng hiếm quý. Sư phụ liên lạc đến cái chỗ mà pest control ở Florida, họ cũng nói như vậy. Nếu mà cái dòng cát mà lai được như vậy là vô cùng hiếm quý, bởi vì cái dòng golden cornyon của Brazil, của đất nước Brazil, nó đã hiếm rồi, vô cùng hiếm rồi, mà bây giờ nó lai giữa cái dòng golden cornyon dưới cái dòng xanh cornyon. Xanh cornyon thì khắp mọi nơi. À, vậy sư phụ không cố tình để cho nó lai, bởi vì ta nuôi một anh mà chẳng biết anh nào là anh mái anh trống, nuôi lúc còn nhỏ, nhưng bây giờ thì nó lớn thì tự nhiên nó đẻ ra được hai trứng, nhưng mà trứng kia hư, còn là một trứng này. Cho nên đây là một dòng vô cùng hiếm quý. Sư phụ nghĩ thế giới thế nào nó cũng có, nhưng chắc không có ai nêu lên thôi. Đây là lần đầu tiên mà ta đưa lên đây, hiểu chưa? Hy vọng là không biết nó kêu nó bằng tên gì, nó có khoa học. Là vậy, sư phụ đặt nó là tên là Sacred Hybrid. Sacred Hybrid, một loài gọi là két, một loài anh vũ thiên liêng, hiểu chưa? Mà anh này thì sư không cố tình để cho nó lai giống kiểu này, tại nó ở chung với nhau. Là vậy, sanh ra cái anh này đây. Bây giờ anh này là được 1 tháng 5 ngày rồi, bất tính từ ngày hôm nay đúng 1 tháng 5 ngày. Dòng bạc này nó cũng không có lớn mấy, nó cũng vừa, cho nên là gửi đến quý vị, những người gọi là đam mê thú cưng, quý vị có thể chiêm ngưỡng những loài vẹt hiếm quý của sư phụ. Ta vô cùng thích thiên nhiên, hiểu chưa? Mình nuôi nó bắt đầu còn nhỏ vậy nên nó đeo mình dữ lắm, lớn lên nó cũng vẫn đeo mình. Đây là gửi đến tất cả quý vị nào đam mê gì thú cưng, quý vị sẽ thấy đây là một loài vẹt vô cùng hiếm quý của sư phụ. Nó cứ để nó quen với sư phụ á, nó cứ muốn ôm vậy rồi. Ok. Anh này thì vẫn còn bơm bột một ngày 4 đến 5 lần. Nó chưa hoàn toàn gọi là trưởng thành để cho mình có thể thấy cái lông đó, cho nên là nó ra hình dáng như thế nào sư phụ chờ, ta sẽ đưa đến cho quý vị xem đến khi nào nó trưởng thành và lông nó đầy đủ hết vậy đó. Hỏi những nhà khoa học họ cũng nói vậy, thường thường mấy cái anh lai như vậy thì cái tuổi thọ của nó có thể không đủ cao và có thể nó không được tốt cho cái sức sống của nó, tại vì khi lai nó là vậy. Cho nên là sư phụ chăm sóc kỹ lắm, từng cái ăn hoặc là cái uống của nó hoặc là cái sự sống của nó thiệt là kỹ. Cho nên quý vị thấy đây là cách sư phụ chăm sóc cho nó vô cùng kỹ, ta cũng rất là ngại nha. Anh này thì sức sống sư phụ thấy cũng vẫn mạnh, nhưng mà để xem coi vậy đó ha. Đây là sư phụ sẽ ra cái clip này từ đầu tiên cho quý vị xem, từ đến khi nó nở và đến khi bây giờ là 1 tháng 5 ngày.
Đây là dòng hybrid. À, nó lai giữa anh xanh con nhìn và giữa anh golden con nhìn. Dòng này sư phụ lục ở trên mạng thì cũng chưa thấy nó, chưa thấy nó, nó biết cái tên mà mình biết kêu bằng gì. Nó lai mẹ thì xanh con nhìn, cha thì là golden con nhìn, cho nên là bây giờ chưa biết nó vừa có là màu vàng, vừa có là màu cam và màu xanh, để xem coi nó lớn lên nó như thế nào. Ok, mẹ cho ăn, cho ăn còn là cứng ngắt bầu luôn rồi. Mày đi. Hello baby, được 19 ngày rồi, nó đẻ ở đây, nó nở ở đây, tại thiên đường đây. Bây giờ không biết nó lớn lên thành ra anh nào, ở trên mạng tìm không ta? Nó lạ, nó dòng lạ. Anh được, bự quá ha, mới đây nó bự bằng mẹ nó rồi. Không được, chưa, còn chưa có lông á. Không nghĩa là nó là 10 mẹ của nó là sun conyan, còn cha của nó là golden conyan, cho nên là bây giờ nó ra cái này mà không biết rằng cái màu nó ra cái này là mình gọi là một loại két gì. Rồi giờ đem đi vô. Hey baby. Yeah, baby ăn xong rồi muốn đi vòng vòng hả? Giờ đi rồi, đi vòng vòng rồi. Anh này không biết kêu là tên gì. Cái tên khoa học của nó không biết tên gì, bởi vì nó lai giữa dòng Golden Conyan và dòng Sun Conyan. Sư phụ cũng tìm khắp ở trên mạng cái tên khoa học nhưng mà chưa thấy. Đây là lần đầu tiên mà sư phụ để nó sống chung đó, hai anh, một anh mái một anh trống, là bắt đầu ảnh đẻ ra, đẻ được một trứng. Anh nở ra, nó đẻ là hai trứng nhưng mà nó hư một trứng à. Chắc mẹ nó không biết ấp á, anh lúc con đầu lòng á, cho nên bây giờ nó đã gì, nó được gần 30 ngày rồi. Nó lai lắm, nó lai nó bự quá trời luôn, mẹ nó bây giờ nó bự hơn mẹ nó rồi.
Hey, hey baby. Hey baby. Rồi kế tiếp nữa là phần thứ hai đến gửi đến quý vị cái clip thứ hai đến khi nó đầy đủ lông và trưởng thành ra rõ những sắc thái của một loài chim anh vũ lai giống mà hiếm quý nó sa gà sao. Ok, tại vì chúng ta tất cả mọi người chúng ta cũng đang chờ, sư phụ cùng quý vị đang chờ để xem coi cái sự lớn của nó ra sao và cái từ trường lúc khi nó lớn lên nó sẽ hình dáng ra như thế nào. Yeah. Bản thân sư phụ cũng đang chờ đợi. Ok. Rồi, xin chào. Đây là Golden Canyon, lai với Sun Canyon. Ok.